Structure mới follow bài dương bán là lợi nhuận đạt. Thằng này cứ nhuận đạt chia pin bù cho thành group này. Ta mà bài em chọn bàn giống này string boot affiliate này kiểm đạt tha như management. Ok. Chẳng những mơ np đài package name với tranh khối này cứ với tranh spring boot dot new management. Ok. Thằng này vậy cứ chờ bài để nhuận chọn bàn giống này. Chúng spring boot dot new management ok trâu piek phê thái dependency nhưng do tìm mỗi đèo thua nhưng do tìm pi spring web add data search mouse simply ok simply engine do bay đang sân máu rồi miền đó là nick search thôi nhá với viên miền nếu không xin lý viên miền môi tiệt nhóm chờ cục bị đã cho em trong này trong đang tạo download mà viên mà ở thằng đã dương lại nít dương ai search này coi thêm ở chỗ thời nhất này có ở miền thế to tại search nếu không mà vẫn là nít mà vẫn đi post tới to mà tiết viên miền ok spring layout gọi miền này chẳng dương đặt bay năng sân chứ chạm tới do time pi mà bên repository website bằng viết cho những download nó thì lấy được bàn hai cắt về máu cắt về cho tầm nó sẽ cài đấy chẳng nơi bên này cứ nhóm cho một căn bậc spec bao nhóm thì này đi bậc spec bao nhóm mà này cứ video đại dương bàn thua tiền của màn đấy bậc spec nhóm khác cho máu chẳng nơi không lấy visit chẳng dương ăn zip extract với hiểu máu ok, dương cho tờ IDE bỏ dương mình tới anh ấy cứ bật chiếc dương tay lực môn nó dương vô import mà quên máu existing web bỏ dương máu hoặc browser rock máu chẳng là nếu dương browser rock new management bỏ dương chẳng là phê đà nhóm bạc máu dương chọc đam import ra dương vì download repository ấy mua chân luôn cho vì thật khoản nhé này chẳng là phê đà vì import hóa chẳng dương chọc đam to tiền lấy trăm về mặt lật tớ ok rồi giờ thì dương này cứ mà vẫn như này chỉ mình bỏ dương chân structure này như dương thoát khơi rồi giờ hai khi dương còn vô đã lỡ ở quay đã sầm khán dương mình mà vừa này hay hay bỏ dương chân gì tôi tới nhóm nâng rip hay structure chân hay hay tìm mũi để nhóm chọn bán nhóm tham đọt chân máu nhóm chọn bán là configuration ok cứ chỉ hay hay tìm mũi cái phép mới tiết cứ nhóm trong bàn controller ok tòa mà tiết phép thì bấy cứ địa ổ nâng cái anh gì thay chia repository cái lãnh phát cái hai địa ổ vì tù bó máu thì chẳng gây phở biệt địa ổ tòa mà tiết có việc khai chia repository ta nhóm phở biệt địa ổ ta xuống nhóm phụ chùa chia địa ổ ok chẳng bởi dự khi dân khi repository gọt ấy nè thì dân bạch ngò để đây từ kia sẽ điền từ kia đây kia đấy thì bấy cứ DTO chắc DTO này cái lạnh khác cái phở bị một đèo thế chắc ở đây thế một đèo anh nhưng mà phở bị DTO xuống nhưng mà chỗ kia dương chiến thì bấy cứ giữ vị thế so vị cái khác giữ vị cho nên không giữ vị này miền tiệt giữ vị nó cứ bị miền API miền package em mua chỉ API dot API hai mối tiết cứ implement sử dụng implement chẳng dừng và cắt mối tiết máu hai ông thì ở thế nó sử dụng miễn phí package nhé to mối tiết tệ tông như mối util dương nâng và cắt package mối chia util của tha thỏm đáp và chích mối viên nâng miễn util mối chẳng luôn đại dương thời cai viêm đại chạy bọt dư thiếu đây bọt dư thiếu tức vì chẳng lại thời gọi
vì mình đã chơi ở mòn chương này không nói structure cứ vì miền bắc nữa structure và chiếc bọc bọc nhiều bọc dưỡng configuration package này chắc toàn chỉ mỗi đăng ca config class mà chuẩn luôn chương class nâng dưới nâng đặt cho được nâng package nâng controller controller này là controller là bọc và chiếc bọc dưỡng sample chiếc bọc dưỡng có đặt cho nâng nâng đấy DAO record repository DAO record repository nếu bị tẹt tôn chỉ mỗi nâng data sẽ object data sẽ object nâng cứ nét đại tờ tiên tên là nấy bị DB DAO nâng vi chân mau bị biết data sẽ object chắc là data sẽ object nâng vi nhưng vi phải sử dụng nét đại tờ tiên tên là nấy bị DB mắc cứ data sẽ object ấy ok cho hai bạn nhóm ở phở bị repository currently nét đại bật cắt bị chích mùi chân nốn phở bị repository chúng bởi nhóm đặt đi ô tức này dương chấp sử dụng chuyện data sẽ object này nè anh đang dùng thở tam đại cả nè spring form đa nhớ nè DTO DTO này data transfer object chẳng nè khác cái thở bị model model nó cứ thập bò bao nhiêu nó này tại nhóm thở bị DTO tới cứ data transfer object với sử dụng chuyện chẳng thầm nè là p để dương đặt chuyển chun tên là nấy đặt chuyển chun data p controller tới switch tới can model tới can actual cứ dùng phần DTO vì cái chuyện này đặt chung tầm này ok switch sẽ cái switch switch đối dương hiện MVC dùng viên view controller mà đà switch nó ngay cứ chia mà đà switch nó cứ chia cái lại muối bờ bàn giấy rúm an giấy tha pe class switch cứ chia command package rồi có command class class na đài vi chia là bọc rúm á thì anh dùng mà thôi chia switch hai cái chữ là bọc rúm nó switch nó có cái có chia cả lái đài tiên tân là nấy trên màu bị đi bị đài thế chắc nhung từ vô trụ trụ phần nâng hay dù thiếu cứ cả lái đài dương và cát là dù thiếu bao dương như trong ấy chỉ dù thiếu bao dương nhớ nè chắc nhung dùng vô trụ trụ hay dương vô tích phần nâng này khá sắp chờ bao dương là miền phần nâng chắc bản dương chắc đam từ cắt cột template hay chắc đam vừa crude mùi tới bản dương vô thả ô sắp chờ thằng nó bất chỉnh chẳng mèn ok lấy video nó sẽ không tha nhóm nó phải vô tập phần năng tế chẳng là video tập tiếp dương nó thừa ca tập mưa template hay cắt template bỏ dưỡng